Ok, tiếp tục nhiệm vụ đảo hải tặc tuần thứ ba mình sẽ đi luôn bạn. Không biết tuần này là sẽ là bản đồ nào. Cái bản đồ này thì khá là nhanh các bạn. Mình làm cái này thì khá là thích bởi vì nó khá là đơn giản, có mấy cái nó phức tạp nhưng mà bản đồ này khá là nhanh. Các bạn chỉ vào cái hang động cuối cùng ha, đi thẳng lên đó, cái hang động này đánh là được. Đánh cái tên hải tặc này. Bỏ qua đi, được tổng hợp mình đánh cho lẹ. Chém. Trời, không chí mạng, chí mạng. Vậy là xong bạn, ra là có cái rương thôi. Ở đây nó có khá là nhiều hang, mình đánh cái rương, cái hang cuối cùng là được luôn này. Đó, ngay xong đánh xong là có cái rương mở luôn. Ở đây mình đã full đồ rồi cho nên nó chỉ cho 20 viên huyết ngọc ha, nó không cho đồ. Các bạn chưa có đồ thì nó sẽ cho kinh nghiệm với đồ. Khá là nhanh các bạn. Còn nếu các bạn muốn đánh thêm mấy cái hang ở phía trên thì có thể lên phía trên đánh thêm mấy cái hang ha, nhưng mà không có được gì đâu, toàn ba cái thứ cùi bắp không à. Mình đánh về cho lẹ ha. Cái này nó sẽ có khoảng 6 7 cái bản đồ gì đó. Ở đây là tuần thứ ba rồi, mình bản đồ thứ ba, mình sẽ làm cố gắng làm tất cả các bản đồ luôn để các bạn chưa biết có thể biết cách làm cái nhiệm vụ này cho nó lẹ ha. Ủa mình đi đâu lạc đường rồi, quay lại. Đảo hải tặc thì các bạn ở map 1 có thể đi từ Ethelven hay, còn map 2 thì nó khá là nhiều chỗ. Các bạn mở bản đồ lên nhìn cái biểu tượng cái đầu lâu hải tặc là được. Đó, trên bản đồ nó có đó, cái đầu lâu hải tặc là đi được. Captain.